1458, dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy 13 dm cao 10 dm r lớn và r nhỏ. Bài toán tôi dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Và câu hỏi thách thức dành cho sinh viên từ đại học trở lên. Chú ý tuyệt đối cấm sử dụng kiến thức lớp 1 để trả lời. Chỉ được phép sử dụng kiến thức từ đại học trở lên. Câu hỏi thứ 6, dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy BC bằng 2025 dm, cao AH bằng 1458 dm. Và AC là phân giác góc DCB, trên đoạn DA xác định điểm X, sao cho XD bằng XY với XY là đường cao tam giác XCA. Gợi ý, bước 1, gọi C273 là cạnh hình vuông, ta có X bằng 2025 trừ C273. Dự đoán X bằng 81 vì đây là bài toán chuẩn lớp 1 nên nghiệm là nghiệm nguyên. Tính tổng diện tích các hình tam giác vuông, ta có 2C273 bình phương bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. C273 mũ 2 chia 1458 bằng 4050 trừ 1458. C273 bằng căn bậc 2, 2592 nhân 1458. C273 bằng 1944. Dựa vào các thông số 1458 và 1944 và 2025 để vẽ hình vuông và tam giác. Trả lời câu hỏi, XD bằng XY bằng 648 dm. Với XY là đường cao tam giác XCA. Góc XCD bằng 18 độ, với tan XCD bằng 648 chia 1944. Bằng là tan góc 18 độ. Trạng Nguyên Lê Ích Mộc sinh ngày 2 tháng 2 năm 1458 tại Làng Giáng, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thân phụ là ông Lê Văn Quang, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Lệ. Thủ nhỏ Lê Ích Mộc là một cậu bé thông minh, ham học và ngoan ngoãn, được bà con làng xóm yêu quý. Câu hỏi thứ 5 bis. Đây là câu hỏi thách thức, yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy AC bằng 169 dm, chiều cao BH bằng 119 dm và EA bằng 91 dm và FB bằng 65. Nhận xét gì về tam giác BHC và cho biết đường kính đờ lớn vòng tròn ngoại tiếp là bao nhiêu? Bài toán vui dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Quan sát đề bài bằng hình vẽ, các em học sinh lớp 1 dễ dàng đưa ra nhận xét. Đường cao CK và cạnh CF cùng bé hơn cạnh CB. CF bằng CK bằng 156 dm. EA bằng EB bằng 91 dm. Chú ý đừng quá tin tưởng vào quan sát của mắt. Đây là cơ sở giả thiết để khẳng định kết quả các tính toán là đúng. Lập phương trình diện tích. Gợi ý, gọi C156 là cạnh hình vuông. Tính tổng diện tích các hình tam giác vuông. Ta có 2C156 bình phương bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. Suy ra C156 mũ 2 bằng 65 nhân C156 cộng 26026. Vậy, C156 bằng 156, cạnh hình vuông là 156 dm. Nhận xét về tam giác BHC là tam giác vuông gần cân có. Cạnh huyền BC bằng đường kính đờ lớn vòng tròn ngoại tiếp bằng 169 dm. Cạnh góc vuông là 119 và 120 dm. Mở rộng kích thước tam giác, cạnh 18 tỷ 457 triệu 556 nghìn 052 bình phương cộng 18 tỷ 457 triệu 556 nghìn 052 mũ 2 bằng 26 tỷ 102 triệu 926 nghìn 097 bình phương trừ 1 mũ 2 là các cạnh của tam giác gần vuông cân hàng tỷ mét. Cạnh 723.573.111.879.672 mũ 2 cộng 723.573.111.879.672 mũ 2 bằng 1.023.286.908.188.737 mũ 2 trừ 1 mũ 2 là các cạnh của tam giác gần vuông cân hàng triệu tỷ mét. Đề bài, cho một tam giác ABC nội tiếp hình vuông CDEF có 4 cạnh bằng nhau, thực tế cạnh 12 dm và diện tích 144 dm vuông. Biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm, phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng 3.524695906 và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng 7.122481159. Phần câu hỏi, câu hỏi thứ nhất quan sát hình vẽ có nhận xét gì về các đỉnh ABC của tam giác? Câu trả lời, tam giác có một đỉnh C trùng với đỉnh hình vuông và hai đỉnh còn lại A và B nằm ở hai cạnh đối diện. Câu hỏi thứ hai, hãy kể tên ba đoạn cạnh hình vuông cạnh đáy và chiều cao tam giác theo độ dài từ bé tới lớn. Câu trả lời, chiều cao AH bằng 10 dm, cạnh hình vuông DC, cạnh đáy BC bằng 13 dm. Đối với trình độ sinh viên có thể bỏ qua, vì câu trả lời hơi phức tạp. Cạnh đáy BC bằng 13 dm là lớn nhất và lớn hơn cạnh hình vuông vì cạnh huyền thì lớn hơn cạnh góc vuông tiên đề trong hình học.
nhưng cạnh hình vuông chưa thể kết luận lớn hơn 10 dm, cần lập luận cụ thể để rút ra kết luận. Vì thế đẳng cấp trên đại học nên bỏ qua câu trả lời này. Gợi ý câu trả lời, vì cạnh hình vuông chứa tam giác 130 chia 2 dm vuông phải có độ lớn tối thiểu DC lớn hơn hoặc bằng 11 feet. X. Câu hỏi thứ 3, cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm vì sao? Câu trả lời, cạnh hình vuông DC bằng 12 dm. Vì cạnh DC có độ lớn gần cạnh đáy BC bằng 13 dm hơn đường cao AH bằng 10 dm. Chú ý học sinh lớp 1 chỉ biết số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 và 11 và 12 nên các em chỉ có thể trả lời cạnh DC bằng 11 hay bằng 12 dm là một trong hai số nằm giữa 10 và 13. Câu trả lời của đẳng cấp trên đại học, chú ý, để bài có thêm yếu tố. Biết đường cao AH bằng 10 dm và cạnh đáy BC bằng 13 dm, phần dành cho sinh viên biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng và bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng. Đúng theo lý thuyết toán học chỉ cần biết bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng hoặc tuyệt đối bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng là đủ 3 yếu tố xác định tam giác ABC. Xong để đơn giản hóa cách giải để cung cấp cả hai số liệu. Gợi ý, ta có bán kính đường tròn nội tiếp R nhỏ bằng 2S chia A cộng B cộng C. Với S bằng diện tích hình tam giác, A cộng B cộng C bằng chu vi tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp R lớn bằng A nhân B nhân C chia 4S. Với S bằng diện tích hình tam giác, ABC là 3 cạnh tam giác, biết C bằng 13, tổng A cộng B và tích A nhân B. Suy ra, A bằng AB bằng 11.56027681.33. B bằng AC bằng 12.32233.74406. Bước dựng hình, từ tâm O vẽ đường tròn tâm O bán kính R lớn bằng. Vẽ dây cung BC bằng 13 dm. Dựng AX song song BC cách BC 10 dm cắt đường tròn tâm O tại A với AB bằng 11.56027681.33 dm và AC bằng 12.32233.74406 dm. Kiểm tra độ chính xác, BH bằng căn bậc 2 AB bình phương trừ 10 bình phương bằng 5.8 dm. CH bằng căn bậc 2 AC bình phương trừ 10 bình phương bằng 7.2 dm. Song phần dựng tam giác ABC, cạnh hình vuông bằng bao nhiêu dm? Để chứng minh, cạnh hình vuông bằng 12 dm, vấn đề khá phức tạp song nếu dùng phương pháp phản chứng thì vấn đề đơn giản hơn. Bước dựng hình vuông cạnh 12 dm CDEF. Bước 1, vẽ đường tròn đường kính lần lượt là AB bằng 11.56027681.33 dm, là AC bằng 12.32233.74406 dm, là BC bằng 13 dm. Từ đỉnh C của hình vuông và tam giác vẽ dây cung CF bằng 12 dm nằm ngoài tam giác. Ta có cos BCF bằng 12 chia 13. Suy ra, góc BCF bằng 90 trừ 67.38013.5052. Ta có sin ACB bằng 10 chia 12.32233.74406. Suy ra, góc ACB bằng 54.24611.27456. Góc DCA bằng 67.38013.5052 trừ 54.24611.27456. Góc DCA bằng 13.13402.23064. Suy ra, cạnh DC bằng 12.32233.74406 nhân cos DCA bằng 12.32233.74406 nhân cos 13.13402.23064 bằng 12 dm. Bước 2, từ đỉnh C vẽ CD bằng 12 dm về phía ngoài tam giác. Vẽ DA và FB cắt nhau tại E nằm trên đường tròn đường kính AB. Dựng xong hình vuông, câu hỏi thứ tư, đây là câu hỏi thách thức. Yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Xét điểm x trên cạnh DE của hình vuông CDEF có cạnh bằng 12 dm. Chứng minh khi DX bằng 8 dm thì CX là phân giác của góc DCB bằng 67.38013.5052 độ. Nghĩa là góc DCX bằng 33.69006.7526 độ. Vì không được sử dụng công cụ hình học lượng giác nên không được phép viết. Ta có tan 33.69006.7526 bằng 8 chia 12. Suy ra, góc DCX bằng 33.69006.7526 độ và bằng 1 phần 2 góc DCB bằng 67.38013.5052 độ. Suy ra, CX là phân giác góc DCB. Gợi ý, 2 lần diện tích tam giác XBC bằng XY nhân BC bằng 2 nhân 12 mũ, 2 trừ 5 nhân 12 trừ 7 nhân 4 trừ 12 nhân 8 bằng 104 bằng 13 nhân XY. Với XY là đường cao bằng 8 dm, suy ra hai tam giác vuông XCD bằng XCY bằng nhau. Suy ra hai góc XCD bằng góc XCB. Vậy, CX là phân giác góc DCB. Câu hỏi thứ 6 bis. Đây là câu hỏi thách thức. Yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy AB bằng 95.526 dm.
chiều cao CH bằng 114.480 dm và EA bằng 56.160 dm. Nhận xét gì về góc ACB và cho biết bán kính R lớn vòng tròn ngoại tiếp là bao nhiêu? Bài toán vui dành cho học sinh lớp 1 rèn luyện tư duy quan sát sự vật hiện tượng. Quan sát đề bài bằng hình vẽ, các em học sinh lớp 1 dễ dàng đưa ra nhận xét. Đường cao CH và cạnh CF cùng bé hơn cạnh CB. CF bằng CH bằng 114.480 dm. EA bằng AD bằng 56.160 dm. Đây là cơ sở giả thiết để khẳng định kết quả các tính toán là đúng. Lập phương trình diện tích, gợi ý, gọi C12 là cạnh hình vuông, tính tổng diện tích các hình tam giác vuông. 2S tổng bằng C12 nhân C12 trừ 56.160 cộng C12 nhân C12 trừ 77.274 cộng 56.160 nhân 77.274 bằng 2 nhân C12 bình phương trừ 132.732 nhân C12 cộng 37.206 nhân 114.480. Ta có 2C12 mũ 2 bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. 2C12 mũ 2 bằng 2 nhân C12 bình phương trừ 132.732 nhân C12 cộng 37.206 nhân 114.480 cộng 95.526 nhân 114.480. 132.732 nhân C12 bằng 132.732 nhân 114.480. Vậy, C12 bằng 114.480. Cạnh hình vuông là 114.480 dm. Bước dựng hình, bước 1, từ đỉnh C vẽ 1/4 đường tròn R bằng 114.480 dm. Xác định đỉnh D và F, từ D và F vẽ E. Bước 2, vẽ đường tròn tâm A đường kính DE cắt 1/4 đường tròn tại H. Kẻ đường AH cắt EF tại B. Bước 3, tại B vẽ đường tròn bán kính R bằng BH bằng BF bằng 37.206 dm. Dựng xong tam giác ABC và hình vuông CDEF, câu hỏi thứ 7 bis. Tiếp theo câu hỏi thứ 5. Đây là câu hỏi thách thức, yêu cầu người giải không được phép sử dụng hình học lượng giác, hình học giải tích, thuật toán phần mềm để giải quyết vấn đề. Dựng tứ giác đều khi biết hình tam giác nội tiếp của nó. Đáy 106.285 dm, cao 73.441 dm và CA là phân giác góc DCB. Trên đoạn DA xác định điểm X, sao cho D bằng XY với XY là đường cao tam giác XCA. Dựa vào kết quả tìm được vẽ các tia phân giác chia góc DCB thành 4 phần bằng nhau. Bài toán hình học này chỉ còn cách giải bằng đại số. Gợi ý, bước 1, gọi C22 là cạnh hình vuông. Ta có X bằng 106.285 trừ C22. Dự đoán X bằng 5.202. Vì đây là bài toán chuẩn lớp 1 nên nghiệm là nghiệm nguyên. Tính tổng diện tích các hình tam giác vuông. Ta có 2C22 bình phương bằng 2S tổng cộng 2S tam giác. C22 mũ 2 chia 73.441 bằng 106.285 x 2 trừ 73.441. C22 bằng căn bậc 2, 139.129 x 73.441. C22 bằng 101.083. Dựa vào các thông số 73.441 và 101.083 và 106.285 để vẽ hình vuông và tam giác. Bước 2, trên đoạn DA xác định điểm X, sao cho D bằng XY với XY là đường cao tam giác XCA. Bài toán hình học này chỉ còn cách giải bằng đại số. Gợi ý, hãy lập các phương trình và tìm nghiệm như bước 1. Vậy sẽ tìm được đáp số là D bằng XY bằng 32.844 dm. Bước 3, vẽ các tia phân giác. Tia CX bằng 1/4 góc DCH. Tia CY bằng 2/4 góc DCB. Tia CZ bằng 3/4 góc DCH. Tia CH bằng 4/4 góc DCB. Bài toán thách đố tỷ USD ở Trung Quốc. Không thể dùng kiến thức từ lớp 11 trở xuống để giải bài toán dành cho học sinh giỏi 11 tuổi được thách đố cả tỷ USD. Một hình vuông cạnh 8cm chứa một hình tròn tiếp xúc với bốn cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 8cm. Thì, đáp án là, đáp số cuối cùng, DT bằng 18.73680.12.196. Bằng 64 trừ 16 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 0.93248754711 nhân 2. Đề bài, một hình vuông cạnh 10cm chứa một hình tròn tiếp xúc với bốn cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Gợi ý, HE bằng 5 mũ 4 chia 100 trừ 5 mũ 3 chia 100 căn 7. Bằng 2.94281086.12. DE bằng AH bằng 10 trừ căn 100 trừ 2.94281086.12 mũ 2. Bằng 0.44281086.12. HB bằng căn 100 trừ 2.94281086.12 mũ 2.
bằng 9,557189138. E là điểm chuẩn, là giao điểm của hình tròn tâm O, bán kính 5cm với cung tròn tâm là 2 đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Đáp số cuối cùng, DT bằng 29,27625190056. Bằng 100 trừ 25 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 1,457011170.